Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 161 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lại nói lúc bây giờ, nam nhân giáp xanh nhiệt tình dẫn Kỳ Linh đi trên con đường mây, còn có nhiều tiên ma khác qua lại, hầu hết là thiên thần thiên tiên, chân thần chân tiên, hiếm thấy tổ thần tổ tiên. Đám tiên ma khi thấy Kỳ Linh đều vội vàng tránh sang một bên. Trong thế giới tu hành giả, địa vị mạnh yếu phân chia rất rõ rệt. Nam nhân giáp xanh nhiệt tình chỉ vào các hòn đảo liền giới thiệu: nơi này có chỗ chuyên bán trận pháp, ở trên hòn đảo kia còn có chuyên gia bán pháp môn tu luyện, thần thông, bí thuật, kiếm thuật và lôi điện. Mắt Kỳ Linh sáng rực hỏi: có cả kiếm pháp ư? Nam nhân giáp xanh liền nói: hòn đảo kia tên là Tổ Kiếm Các, bên trong có nhiều kiếm pháp, hơn vạn loại từ yếu đến mạnh. Vụ nham tinh chủ chúng ta có kiếm pháp nổi tiếng Đại Mạc Vực, chỉ cần tiền bối trả đủ giá thì có thể mua về rồi. Kỳ Linh kinh ngạc hỏi: thiên thần kiếm điển ư? Nam nhân giáp xanh cảm khái: đây là kiếm thuật tuyệt thế, nổi tiếng như cồn trong Đại Mạc Vực này. Nếu tu luyện đại thành thì có thể dựa vào kiếm đạo trực tiếp trở thành thế giới cảnh, cái đó mới thực sự là lợi hại. Kỳ Linh thôi động ý niệm: ồ. Vô danh kiếm thuật của Kỳ Linh khiến Bắc Hưu thế giới thần xuất thân Thiên Đương Cung như si như cuồng, chỉ mới thức thứ ba đã có thể thành thế giới cảnh. Thiên thần kiếm điển thì phải luyện trọn bộ mới có thể thành thế giới cảnh, xem ra khó hơn vô danh kiếm thuật rất nhiều. Nhưng Kỳ Linh biết vụ nham tinh chủ chấp nhận lấy ra bán, tức là không phải thủ đoạn giấu đáy hòm. Vì theo tình báo, thực lực của vụ nham tinh chủ rất kinh người. Kỳ Linh hỏi: không biết nếu muốn mua thì phải trả giá thế nào đây? Nam dân giáp xanh trả lời: 10 phương hỗn độn linh dịch. Kỳ Linh líu lưỡi: 10 phương ư? Một bình hỗn độn linh dịch gồm 99 giọt, 1000 bình bằng 1 phương, 10 phương hỗn độn linh dịch tức là 10000 bình. Nam nhân giáp xanh cười nói: các đại năng thế giới cánh ít ai nỡ bỏ ra mua, loại kiếm thuật tuyệt thế có thể đến kiếm lực đệ lục trọng, không phải ai cũng học được. Kỳ Linh hỏi: ta mới đến vụ nham tinh, muốn mua một bản đồ sao, kèm theo giới thiệu tỉ mỉ giải thất thủy tinh này? Mời đi bên này. Nam nhân giáp xanh biết rõ tổ thần tổ tiên từ ngoài đến, bước đầu tiên là muốn tìm hiểu tình hình đất này. Nam nhân giáp xanh bước trên đường mây đi đến một hòn đảo yên tĩnh. Trong đảo có một tòa lâu cát. Mấy nữ nhân đẳng cấp thiên tiên ở trong lầu cát đều đẹp tuyệt trần. Có một nữ chân tiên cực kỳ xinh đẹp chủ động nghênh đón. Nữ chân tiên cười chào: xin kính chào vị tiền bối này. Nam nhân giáp xanh ra lệnh cho nữ thiên tiên ở bên cạnh: lấy một bản đồ sao đến đây. Tuân lệnh. Nữ tiên chạy đi lấy quyển trục, cung kính đưa cho nam nhân giáp xanh. Nam nhân giáp xanh lại kính cẩn đưa vào tay Kỳ Linh cười nói: tiền bối à, quyển bản đồ sao này có kèm ghi chép tỉ mỉ điểm giải rác thế lực trong giải thất thủy tinh chúng ta, chỉ cần 10 viên hỗn độn tinh thạch thôi. Kỳ Linh tùy tay ném qua 10 viên hỗn độn tinh thạch. Hỗn độn tinh thạch, hỗn độn linh dịch đều là tiền lưu thông. Hỗn độn linh dịch thần kỳ hơn, nhưng số lượng rất thưa thớt. Hỗn độn tinh thạch ẩn chứa năng lượng càng khổng lồ. Trong trận pháp, chân thần chân tiên rất cần dùng nó. Một viên hỗn độn tinh thạch bằng một giọt hỗn độn linh dịch. Vèo, thần lực rót vào quyển trục, nhiều tin tức ùa vào. Kỳ Linh nhanh chóng ghi lại, cũng không có biến đổi lớn. Tình báo này so sánh với tình báo tam giới có được không thay đổi gì nhiều. Hắc Liên thần đế thống lĩnh thế giới hỗn độn tăng đến 60 cái. Vụ nham tinh chủ vẫn chỉ thống lĩnh 96 thế giới hỗn độn. Đông Phục đế quân thống lĩnh bất đi 58 thế giới hỗn độn. Bản đồ sao về Đại Mạc Vực tỉ mỉ hơn tam giới một chút, nhưng chỉ có Đại Mạc Vực chứ không ghi chép về cương vực khác, càng đừng nói đến Thiên Thương Vực. Kỳ Linh thầm quyết định, xem ghi chép thì ta sẽ tạm thời đầu nhập vào vụ nham tinh chủ. Thế nhưng Kỳ Linh không gấp gáp đi ngay, hắn kêu nam nhân giáp xanh, đi mang ta đi xem những nơi khác. Nam nhân giáp xanh rất là nhiệt tình dẫn đường, mời tiền bối. Đi dạo thật lâu sau đó, nam nhân giáp xanh thầm than khổ, vị tiền bối này đi dạo suốt chỉ mua một tấm bản đồ sao, xui quá đi, gặp tổ thần keo kiệt bùn xín, hôm nay uổng công rồi. Từ xa xôi đi từ thời không chuyển tống trận đến đây thường có mục tiêu, ví dụ như chuyên môn mua vài đặc sản của vụ nham tinh,
trả một bình hỗn độn linh dịch cho thời không chuyển tống trận. Chuyên môn chạy tới thì giá trị báu vật muốn mua sẽ không thấp, nhưng Kỳ Linh là ngoại lệ, hắn chỉ mua bản đồ sao rồi thôi. Kỳ Linh chỉ một hòn đảo khổng lồ đằng trước rồi hỏi: "Hòn đảo đó làm gì vậy? Có chút thanh tế không?" Thái độ của nam nhân giáp xanh đã hời hợt hơn. "Đó là đảo mộ binh, vụ nham tinh ta thống lĩnh 96 thế giới hỗn độn, có rất nhiều tu hành giả, nhiều người muốn tham gia vào vụ nham quân phúc địa, vụ nham tinh. Tu hành giả bình thường tất nhiên không có tư cách đi vào. Nơi này là đất giao dịch công khai, nên để các tu hành giả đến nơi này, đi đảo mộ binh trước, trải qua nhiều ải sàn lọc, cuối cùng được vào vụ nham quân." Nam nhân sắp xanh nhìn Kỳ Linh cười nói: "Đương nhiên, nếu tiền bối tham gia vào vụ nham quân thì đơn giản rồi, tiền bối là tổ thần, không cần tuyển chọn." Nam nhân giáp xanh chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, vì tổ thần tổ tiên đã xem như cao thủ một phương. Muốn bồi dưỡng ra tổ thần tổ tiên rất khó khăn. Vụ nham tinh thống lĩnh nhiều thế giới hỗn độn như thế lại được truyền thừa kỹ càng, trải qua năm tháng vô tận, đến bây giờ mới chỉ là vài ngàn tổ thần tổ tiên. Các thế lực lớn, thậm chí thế lực cường đại vụ nham tinh đều đang chiêu mộ tổ thần tổ tiên. Vụ nham tinh không có ưu thế gì lớn đối với nguyên đại mạc vực. Đương nhiên, nếu nam nhân giáp xanh hướng dẫn tổ thần tổ tiên tham gia mà chịu tham gia vào, thì gã làm người dẫn đường sẽ được thưởng lớn. Kỳ Linh gật đầu nói: "À, đi thử xem." Nam nhân giáp xanh vội nói: Đây là trọng địa mộ binh, không thể tùy tiện nhìn vào." Kỳ Linh hỏi lại: "Chẳng phải ngươi nói ta có thể tham gia vào sao?" Nam nhân giáp xanh kinh ngạc hỏi: Tiền bối muốn tham gia vào vụ nham quân sao?" Kỳ Linh gật đầu: Nam nhân giáp xanh mừng rỡ nói: Tốt, vụ nham tinh chúng ta vô cùng hoan nghênh tổ thần tổ tiên mạo hiểm trong hỗn độn đến tham gia. Tuy ở trong quân đội sẽ bị trói buộc ít nhiều, nhưng tiền bối dù sao cũng là tổ thần tổ tiên, ít bị trói buộc hơn. Chỉ cần vào phút then chốt xuất trình tác chiến là được rồi. Hơn nữa vào quân đội còn được nhiều cái lợi, hỗn độn linh dịch, pháp bảo này nó đều có cả. Kỳ Linh cùng nam nhân giáp xanh đi lên phía trước, dọc theo đường mây đến đảo mộ binh. Một chân thần giáp đen nhàn nhã tựa vào tảng đá uống rượu, liếc Kỳ Linh một cái rồi nạt nam nhân giáp xanh: "Mộc huynh à, đây là trọng địa mộ binh, hãy mang vị tiền bối này về đi." Tuy Kỳ Linh là tổ thần, nhưng dù sao là người từ ngoài đến, quân sĩ chân thần này không sợ hắn. Nam nhân giáp xanh quát vào mặt chân thần: "Đồ ngu, vị tiền bối này muốn tham gia vào vụ quân nham ta." Chân thần trợn to mắt nói: "Sao, tham gia vào vụ nham quân ta ư?" Chân thần đứng thẳng dậy, thái độ trở nên cung kính hơn. Lúc trước chân thần ngạo khí vì gã là một thành viên vụ nham quân, không ngán người từ ngoài đến. Nhưng tổ thần lạ mặt này định tham gia vụ nham quân, chắc chắn sẽ trở thành hạch tâm của vụ nham quân, là thượng cấp của gã. Khi đó rất dễ cho gã nếm mùi đau thương. Chân thần giáp đen rối rít mời: Mời tiền bối, mời tiền bối nào." Nam nhân giáp xanh cười tủm tỉm nói: "Vậy ta xin đi trước đây, mời tiền bối nào." Hắn thật vui vẻ vì lần này hắn đã kiếm món hời. Kỳ Linh đi theo chân thần giáp đen vào bên trong. "Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa đây? Sàng lọc 9 vòng mà mới đến vòng thứ 3, bắt chúng ta chờ mòn mỏi ở đây. Người không có chút kiên nhẫn mà muốn vào vụ nham quân sao? Sư huynh của tao nói lần trước qua được 9 vòng sàng lọc mất hơn 1.000 năm đấy." "Ủa, chuyện gì vậy? Sao thiếu niên áo trắng lại đi vào cấm khu vậy?" Chỗ mộ binh có nhiều chân thần chân tiên đến từ 96 thế giới hỗn độn đang chờ. Từng vòng sàng lọc tốn rất nhiều thời gian, chủ yếu là đám tổ thần tổ tiên phụ trách sàng lọc làm việc chậm chạp, có lẽ bế quan một lần dài trăm năm, luôn nhây đến cuối thời hạn mới sàng lọc. Chân thần giáp đen chạy nhanh đến bên cạnh một lão nhân áo xám nhàn nhã câu cá: "Đảo chủ à, vị tiền bối này muốn đầu nhập vào vụ nham quân chúng ta." Lão nhân áo xám buông cần câu, đứng dậy nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng nhìn lão nhân áo xám, giữa trán có một con mắt dựng đứng, phỏng chừng là cấp độ tổ thần. Lão nhân áo xám phất tay, chân thần mặc sắp đen liền lùi ra. Lão nhân áo xám lên tiếng: "Ta là Phù Chiết, đảo chủ của đảo mộ binh này." Kỳ Linh giới thiệu: "Ta là Bắc Minh." Lão nhân áo xám hỏi: "Bắc Minh huynh thực sự muốn đầu nhập vào vụ nham quân ta sao?" Kỳ Linh khẳng định: "Đúng vậy." Lão nhân áo xám cười nói: "Tổ thần không cần sàng lọc có thể trực tiếp vào vụ nham quân, nhưng dù là tổ thần thì địa vị trong quân có cao có thấp, vì tổ thần bình thường và đỉnh cao khác biệt rất lớn." Kỳ Linh gật đầu: "Quân sĩ tổ thần của vụ nham quân, một là theo quân công lên cấp, nhiều quân công dĩ nhiên sẽ có địa vị cao, hai là theo thực lực,
nếu ngươi đủ mạnh thì không cần quân công cũng có địa vị cao. Lão nhân áo xám nhìn Kỳ Linh, xác nhận thực lực thường là phải đánh bại khôi lỗi. Trên đảo của ta có 3 loại khôi lỗi, gồm có thực lực tổ thần bình thường, tổ thần mũi nhọn, tổ thần đỉnh cao. Khôi lỗi hơi cứng nhắc một chút, đánh bại khôi lỗi bình thường tức là ngươi có thực lực tổ thần bình thường. Đánh bại loại khôi lỗi thứ hai tức là ngươi có thực lực tổ thần mũi nhọn. Đánh bại loại khôi lỗi thứ ba tức là ngươi có thực lực tổ thần đỉnh điểm rồi. Lão nhân áo xám cười nói, lâu nay hiếm thấy ai vừa tham gia vào vụ nham quân đã đánh bại ngay loại khôi lỗi thứ ba. Ta làm đảo chủ đến bây giờ chỉ mới gặp có 2 vị thôi. Kỳ Linh hỏi, chỉ có 3 loại khôi lỗi này thôi ư? Lão nhân áo xám trả lời, nếu như thực lực thực sự rất cao tới mức khôi lỗi không thể dò thấu được thì có thể mời đại năng thế giới cánh đến xác nhận thực lực của ngươi. Nhưng hiếm người nào mạnh hơn tổ thần đỉnh điểm. Tuy trong vụ nham quân chúng ta có vài vị tồn tại như vậy, nhưng đều vào quân đội rèn luyện rất lâu mới mạnh như vậy được. Chưa bao giờ có ai vừa vào quân đội đã xin đại năng thế giới cánh đến để chứng minh. Kỳ Linh gật đầu. Kỳ Linh có được truyền thừa của Bắc Hưu thế giới thần, rất quen thuộc một số quy tắc ngầm trong hỗn độn. Kỳ Linh thực sự muốn đứng vững gót chân trong vụ nham tinh thì phải mượn tay vụ nham tinh giúp hắn tiến bộ hơn. Hắn sẽ tác chiến vì vụ nham quân đi giết tâm thần tướng, nên Kỳ Linh đã chuẩn bị tinh thần, vừa bắt đầu phải nhất minh kinh nhân, khiến mấy vị thế giới cảnh của vụ nham tinh biết tên hắn. Kỳ Linh nói, mời đại năng thế giới cảnh đi. Lão nhân áo xám lặp lại, mời thế giới cảnh ư? Sau đó lão nhân áo xám kinh ngạc kêu lên, ngươi nói cái gì vậy? Kỳ Linh nói, không cần 3 loại khôi lỗi, ta muốn mời đại năng thế giới cánh để xác nhận thực lực của ta. Lão nhân áo xám ngơ ngác nhìn Kỳ Linh như xem một quái vật, nhỏ giọng nói, Bắc Minh huynh à, không phải ta xem thường huynh, nhưng ta khuyên huynh lo đánh bại khôi lỗi thứ ba là đủ rồi. Nếu thực lực của huynh thực sự rất cao, trở vào quân sẽ có cơ hội để huynh bày ra thực lực. Nếu huynh muốn mời đại năng thế giới cánh xác nhận thì nên biết rằng ánh mắt của đại năng rất cao, tự phụ mù quáng sẽ khiến đại năng thế giới cảnh bất mãn đấy. Kỳ Linh gật đầu nói, ta biết rồi. Đùa ư, dĩ nhiên Kỳ Linh hiểu rõ thực lực của bản thân, dù là thân thể tổ thần bình thường, nếu thi triển tâm kiếm thức sẽ bằng tổ thần đỉnh cấp. Kỳ Linh là nửa bước chân thế giới thần, dựa theo tâm kiếm thức có thể nói là càn quét tổ thần đỉnh điểm. Nếu lại dùng thần kiếm từ Quang Quỳnh thì đạt ngưỡng thế giới thần. Nói theo lời của thứ tu đại ma thần là cả đời gã đã gặp tổ thần tổ tiên thì Kỳ Linh xếp vào hàng 3 hàng đầu. Thực lực của hắn trong vạn tổ thần tổ tiên không có một. Nguyên vụ nham quân có mấy ngàn tổ thần tổ tiên, mặc dù hơi tinh nhuệ một chút, nhưng Kỳ Linh phỏng chừng dù không sử dụng thần kiếm từ Quang Quỳnh thì trong vụ nham quân cũng khó có người có thể đối phó với hắn. Lão nhân áo xám nghiêm túc hỏi, ta hỏi huynh một lần nữa, thực sự muốn đại năng thế giới cánh xác nhận thực lực của huynh ư? Kỳ Linh gật đầu nói, ừ, đúng vậy. Lão nhân áo xám gật đầu, được rồi, vậy theo như yêu cầu của huynh, ta sẽ bẩm lên trên. Nhưng huynh cũng biết, các đại năng thế giới cánh có người bế quan hoặc đi ra ngoài. Vì đại năng thế giới cánh nào có thời gian, khi nào đến xác nhận thực lực của huynh thì ta không cách nào xếp trước được. Tùy đại năng thế giới cánh ra quyết định vậy. Kỳ Linh cười nói, đương nhiên rồi, hay là ta ở đảo mộ binh từ từ chờ. Lão nhân áo xám lắc đầu nói, thế thì không cần, trên đảo mộ binh toàn là chân thần chân tiên. Vậy đi, huynh tạm lĩnh bộ ngân lân thần giáp mặc đỡ đi. Vậy thì huynh có thể cùng ta đi vào thành, chờ khi đại năng thế giới cánh xác nhận thực lực của huynh mới xác định quân cấp sau. Kỳ Linh gật đầu nói, được. Một lát sau, Kỳ Linh mặc ngân lân thần giáp cùng lão nhân áo xám song song bay xé gió. Lão nhân áo xám cười nói, hạch tâm của vụ nham quân bình thường là tổ thần hoặc tổ tiên nhất đẳng, phân chia theo địa vị từ thấp đến cao là ngân lân, kim lân và tướng quân. Mặc ngân lân thần giáp là thực lực tổ thần bình thường, tổ thần mũi nhọn. Mặc kim lân thần giáp là thực lực tổ thần đỉnh cao. Tướng quân thì đều vượt qua tổ thần đỉnh cao bình thường rồi. Lão nhân áo xám nói, trong vụ nham quân chúng ta có tổng cộng 5 vị tướng quân. Màu sắc hình dạng thần giáp bọn họ mặc có thể tùy ý biến đổi, không cố ý theo yêu cầu. Quân sĩ bình thường thì phải mặc theo đúng quy định. Kỳ Linh gật đầu thầm kinh thán, ngân lân thần giáp là một bộ giáp y tiên thiên cực phẩm, có hiệu quả hộ thể. Loại báu vật như vậy giá trị không thua gì hỗn độn kỳ bảo, bởi vì hộ thể giáp y quá hiếm thấy. Lão nhân áo xám cười nói, thần giáp của huynh chỉ đến đẳng cấp tiên thiên cực phẩm, kim lân thần giáp là đẳng cấp hỗn độn kỳ bảo.
Mặc Kim Lân thần giáp vào, bình thường chịu công kích giáp y sẽ ngăn cản. Nhìn khắp Đại Mạc vực, rất ít thế lực nào có thể trực tiếp ban bố giáp y quý giá như vậy cho tổ thần trong quân. Kỳ Linh gật đầu, giáp y đẳng cấp hỗn độn kỳ bảo, nhưng nếu thần thể yếu, chịu xung lực quá mạnh vẫn sẽ bị thương. So sánh thì rèn luyện nguyên thần thể tựa như pháp bảo mới lợi hại. Có điều mặc giáp y tốt ít nhất ngăn được 99% uy lực. Kỳ Linh hỏi: Phủ Triết huynh, nó là vụ nham quân chúng ta có 5 vị tướng quân, không biết so với 9 thần tướng dưới trướng của Hắc Liên thần đế thì thế nào đây? Lão nhân áo xám cười khẩy nói: 9 thần tướng đó làm gì có tư cách so sánh với tướng quân của chúng ta đây. Vụ nham quân có tướng quân, thế là bên họ làm ra 9 thần tướng, toàn là một số kẻ hơi nổi bật trong tổ thần đỉnh điểm, rồi được đề bạt làm 9 thần tướng thôi. Tổng thể yếu hơn 5 vị tướng quân bên chúng ta rất nhiều. Kỳ Linh gật đầu: Lão nhân áo xám nói đúng, qua đánh nhau với Nguyên lão nhân thì Kỳ Linh thấy thực lực cũng chỉ cỡ tổ thần đỉnh điểm, nhưng rất giỏi tâm lực, cực kỳ quỷ dị. Hai người bay song song vừa trò chuyện, rất nhanh bay đến đất liền, từ xa thấy một tòa thành thị nguy nga, Kỳ Linh nhìn mà bật thốt: "Ồ, tòa thành thật lớn." Tòa thành thị này tỏa ra dao động cực kỳ kinh người, lực lượng hỗn độn vòng quanh như thực chất bị thành thị điên cuồng hấp thu, giữ gìn siêu đại trận cho Nguyên vụ nham tinh. Lão nhân áo xám chỉ nơi đó nói: "Đây chính là vụ nham thành, nơi đây có quân doanh, cung điện, nơi hưởng lạc. Những quân sĩ chân thần, chân tiên bình thường sẽ cư ngụ trong thành. Các tổ thần tổ tiên thì tự do hơn, bọn họ có thể chọn một nơi nào đó trên vụ nham tinh cư ngụ, ngẫu nhiên đi quân doanh tụ tập." Vèo, hai người bay thấp xuống, bay vào cổng thành lớn ở vụ nham thành. Có luồng dao động vụt qua thân thể nhưng không ngăn Kỳ Linh lại. Lão nhân áo xám giới thiệu: "Bên kia là quân doanh, trong quân doanh chia ra hai khu vực, chỗ xa xỉ chút mà ít người là nơi các tổ thần tổ tiên tụ tập, chỗ còn lại là của chân thần chân tiên. Huynh vào xem đi, ta phải bẩm báo việc của huynh lên, tin tưởng rất nhanh sẽ có một vị đại năng thế giới cảnh đến xác nhận thực lực của huynh." Kỳ Linh cười nói: cứ đi đi." Lão nhân áo xám vèo một cái đã đi mất. Kỳ Linh hóa thành luồng sáng đáp xuống cửa quân doanh. Ngoài cổng doanh có hai binh sĩ giáp đen đang đứng. Quân sĩ giáp đen trông thấy thiếu niên giáp bạc đến gần thì hơi cung kính cúi người. Kỳ Linh vào trong quân doanh, đi vào quân doanh liền thấy ngay hai con đường dẫn hướng giáo trường to lớn. Một giáo trường có nhiều quân sĩ toàn là chân thần chân tiên, một giáo trường khác chỉ lác đác hơn 10 vị tổ thần tổ tiên toàn mặc ngân lân thần giáp, chỉ có một vị mặc kim lân thần giáp. Đám tổ thần tổ tiên nhìn Kỳ Linh đến gần: "Ủa, ai vậy? Có ai quen người đó không?" "Không quen, chưa từng thấy qua." "Chắc là mới đến." Quân sĩ kim lân duy nhất đứng dậy, thân hình gầy gò, khóe mắt có hoa văn xanh biếc, cười tươi hỏi: "Vị huynh đệ này mới đến sao?" Kỳ Linh gật đầu nói: vừa tham gia." Quân sĩ giáp vàng cười giới thiệu: "Ta tên là Ly Hạo." Kỳ Linh nói: "Còn ta là Bắc Minh." Quân sĩ giáp vàng tò mò hỏi: "Bắc Minh huynh thuộc đội nào?" Kỳ Linh đáp: "Chưa biết, mới tham gia thôi, không được chính thức phân chia." Đúng là chưa được phân chia, vì đảo chủ kia còn cần bẩm lên để đại năng giả thế giới cảnh xác nhận thực lực của Kỳ Linh, qua kiểm tra rồi mới phân chia. Ly Hạo cười nói: "Ta là đội trưởng đội 16, không chừng huynh sẽ được phân đến chỗ của ta. Mọi người lại đây đi, vị này là Bắc Minh huynh đệ, mới tham gia vào vụ nham quân chúng ta." Một quân sĩ ngân lân mập mạp, mặt trắng không râu la lên: "Huynh đệ mới tham gia, đội trưởng mình nên tổ chức tiệc mừng hoan nghênh đi." "Đúng rồi đội trưởng, nên ăn uống một bữa nào." Những người khác cũng hô hào theo. Ly Hạo kể mắng: "Các người thật là, Hắc Hảo sắp đánh đến nơi rồi còn lo ăn uống, được rồi nhậu thì nhậu." Quân sĩ ngân lân mập choàng vai Kỳ Linh cười nói: "Bạc Minh huynh, tên ta là Bạch Ô, đội trưởng của chúng ta hiếm khi rộng rãi như vậy, khó có được khiến bọn họ mời chúng ta một lần. Lần đầu huynh đến, cứ nếm thức ăn ngon của vụ nham tinh chúng ta đi." Sống lâu vậy mà không chừa được cái tật mê đồ ăn ngon, thức ăn càng ngon thì lại càng đắt đó. Kỳ Linh bật cười. Tổ thần tổ tiên khi được chỉ điểm trong suốt hỗn độn kỷ nguyên mà không thành thế giới cảnh thì bình thường mãi mãi đừng trông mong gì. Đám quân sĩ này đa số sống rất lâu rồi, không có hy vọng đột phá nên đều thích hưởng thụ. Có người thích thức ăn ngon hoặc các sở thích khác. Đám tổ thần tổ tiên được dẫn đến một kiến trúc nửa trong suốt, hào hoa xa xỉ ngay bên cạnh giáo trường. Đám quân sĩ ngồi xuống, Bạch Cô mập mạp cao giọng quát: "Đưa ba bồn thịt chủy long lên trước đi."
Quân sĩ Kim Lân Ly Hạo lắc đầu bất đắc dĩ nói: các người ác quá mà. Rất nhanh, thức uống kỳ dị, đồ ăn ngon được đưa lên. Bắt mắt nhất là thịt chửi long đựng trong cái thau to 10 trượng. Thịt chửi long có màu đỏ sậm, tỏa mùi thơm nức, làm cho Kỳ Linh ngửi thôi đã chảy nước miếng. Đám quân sĩ thỏ tay ra, cánh tay phình to vớ lấy cái thau chộp từng cục xương thịt chửi long. Răng rắc, răng rắc, đám tổ thần tổ tiên nhai nát xương, xé thịt ăn ngon lành. Vừa ăn vừa uống, vui vẻ nói cười: ngon như vậy sao? Kỳ Linh cũng cầm lên một cục thịt sườn thô to cỡ cánh tay mình, cắn một miếng, toàn thân sung sướng rùng mình. Ly Hạo quân sĩ Kim Lân cười nói: thịt chửi long là thức ăn ngon xếp thứ hạng 10, 10 hạng đầu trong Đại Mạc Vực. Không thể nuôi dưỡng chửi long, đi mấy nơi nguy hiểm mới có thể bắt giết chửi long này, không dễ dàng đâu. Hỗn độn linh dịch của ta hơn phân nửa tiêu tốn cho việc ăn này đấy. Với tổ thần tổ tiên thì hưởng thụ thứ có được rất dễ dàng, một số thức ăn ngon đỉnh cao ngược lại lại khó kiếm. Một đám tổ thần tổ tiên vui vẻ ăn uống, trò chuyện rôm rả, Kỳ Linh và cả đám gần gũi nhau hơn. Ăn uống khoảng hơn một canh giờ sau, Ly Hạo, Ly Hạo, tiếng giống như sấm nổ vang vọng bốn phía. Đám tổ thần đang ăn ngon đều ngừng lại. Hả? Quân sĩ giáp vàng Ly Hạo đứng dậy. Đến rồi. Đám quân sĩ cất mấy khúc thịt chửi long của mình, họ ăn từng miếng nhỏ vì tiếc không đỡ ăn quá nhanh. Mấy đồ ăn khác bỏ không sao, nhưng thịt chửi long thì mang theo ăn từ từ vậy. Quân sĩ há mồm mắng: đội trưởng, lờ Hắc Hào kia đi. Đúng rồi, đồ ngu Hắc Hào, lần trước chôn vùi mạng sống 20 vị quân sĩ, mắng hắn vài câu thì sao chứ, đồ ngu mà. Ly Hạo cười nhạt: đã nói ra rồi thì phải tranh tài một trận, ta sợ gì hắn chứ. Đi thôi. Các quân sĩ theo sau Ly Hạo ra ngoài. Kỳ Linh đi theo hỏi Bạch Cô đi bên cạnh: có chuyện gì vậy, các ngươi nói Hắc Hào là ai vậy? Bạch Cô bĩu môi nói: Hắc Hào có chức đội trưởng, nhưng vì hắn quá ngông cuồng tự phụ, mới gần đây giao phong cùng Hắc Liên Đế Quốc, cũng vì cái tật tự đại kiêu căng đã hại chết 23 vị quân sĩ dưới trướng, tận 23 vị tổ thần tổ tiên đấy. Vụ Nham Tinh Chủ biết chuyện này đã giáng chức Hắc Hào xuống làm quân sĩ ngân lân bình thường. Tổ thần tổ tiên đã chết, còn có nhiều bằng hữu tốt, Hắc Hào chọc nhiều người tức giận. Đội trưởng chúng ta từng chửi Hắc Hào, thế là hai người có chút xung đột, hẹn hôm nay ước chiến đấy. Kỳ Linh gật gù. À, Bạch Cô nhỏ giọng nói: Hắc Hào kiêu khăng tự phụ, nhưng thực lực cũng khá mạnh. Trong đội trưởng Vụ Nham Quân, những người mạnh hơn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Trong lúc nói chuyện thì đám tổ thần tổ tiên đã trở lại giáo trường. Nhiều tổ thần tổ tiên tụ tập tại đó sẵn, phần lớn đều đến để xem cuộc chiến. Bạch Cô nói: cái tên cao nhất kia chính là Hắc Hào. Kỳ Linh dương mắt nhìn, người mặc giáp y ngân lân gầy như cây tre, có bốn cánh tay, làn da lộ ra ngoài đen thui, hai con mắt hẹp dài lóe sắc vàng, ánh tia châm chọc. Hắc Hào cười khẩy nói: Ly Hạo, đồ ngu nhà ngươi mà muốn dạy ta một bài học ư? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cách biệt giữa ngươi và ta lớn cỡ nào. Mặt Ly Hạo lạnh lùng nói: bớt nói nhảm đi. Hắc Hào tiến lên trước lạnh lùng cười: theo quy định của Vụ Nham Quân chúng ta thì ước chiến kiểu này là cá cược, người có thể lấy ra bao nhiêu bảo bối cược với ta đây, cứ lấy ra đi, ta nhận hết. Ly Hạo lạnh lùng nói: 100 bình. Hắc Hào thẻ lưỡi liếm khóe môi: ôi thật là chịu chơi, để dành nhiều hỗn độn linh dịch như vậy cũng vất vả đúng không, người muốn tặng thì ta không tiện từ chối, ta nhận. Các tổ thần tổ tiên có mặt, một số quan hệ tốt với Ly Hạo, số khác là xem cuộc chiến. Hắc Hào đi một mình, hiển nhiên gã không có bằng hữu. Hai vị tổ thần Hắc Hào, Ly Hạo rất nhanh lao vào nhau. Bốn cánh tay Hắc Hào cầm bốn cái búa to. Bằng vào ngươi cũng muốn đấu với ta sao? Búa to lóe ánh sáng màu vàng đất nặng như núi, mỗi cú đập cực kỳ huyền diệu và bá đạo. Mặc dù nhiều người không thích Hắc Hào, nhưng cũng phải thừa nhận gã cực kỳ mạnh, hiếm thấy trong đội trưởng. Ly Hạo cầm hai cây trường thoa nhanh như ảo ảnh, tức giận hừ mũi. Ly Hạo bỗng mọc ra 6 cánh tay, cầm 6 cây trường thoa. Hắc Hào ngông cuồng nói: vô dụng thôi, ta lười dùng thần thông với ngươi. Ngã cho ta, ngã. Hắc Hào cực kỳ cuồng bạo, vung cây búa, từng nhát búa kinh thiên động địa. May mắn giáo trường có trận pháp cấm chế cho đám tổ thần tổ tiên mặc sức mà đánh nhau. Nhóm Vụ Nham Tinh Chủ vui vẻ nhìn các tổ thần tổ tiên dưới trướng cạnh tranh, miễn không ai chết là được. Ly Hạo liên tục đỡ 6 nhát búa, đến nhát búa thứ 7
thì gã học ra một búng máu bay ngược ra sau. Bùm! Hắc Hào đuổi theo đập búa vào ngực Ly Hạo. Dù có kim lân hộ thể giáp y, nhưng búa tạ vốn có xung lực kinh người, chớp mắt làm lồng ngực của Ly Hạo nát tan. Búa lớn đập lõm ngực Ly Hạo, cây búa khác dí vào đầu gã. Hắc Hào lạnh lùng cười. Thua rồi, đồ ngu! Hắc Hào đập lên mặt Ly Hạo nghiền nát. Vèo! Thần lực nhanh chóng tụ tập lại ở phía xa, ngưng tụ ra thần thể của Ly Hạo. Mặt Ly Hạo trắng bệch rít lên. Hắc Hào! Bị đập vào mặt, đập cho nát bấy, bị nhục nhã như vậy, hỏi sao Ly Hạo không tức giận cho được. Đám quân sĩ dưới trướng Ly Hạo tức giận quát. Hắc Hào, đội trưởng thua rồi, ngươi làm vậy hơi quá đáng rồi. Hắc Hào! Hắc Hào ra vẻ khó hiểu hỏi. Cuộc chiến cá cược, miễn không có chết chóc thì làm gì chẳng được. Ta đập ngực hắn, đập bể đầu hắn, nhưng hắn là tổ thần, làm vậy không chết được. Ta không làm trái quy định đúng không nào? Dù các người có bẩm báo lên vụ nham tinh chủ thì ta cũng không có tội. Đám quân sĩ biểu tình cực kỳ khó xem. Chết tiệt, đáng chết mà. Kỳ Linh xem thầm kinh thán. Đám tổ thần tổ tiên này đánh nhau kiểm soát lực lượng cực kỳ tinh diệu, không lãng phí chút nào. Hắc Hào hay Ly Hạo đều mạnh hơn tâm ma chi chủ một chút. Bạch Cô tổ thần mập đứng ở bên cạnh Kỳ Linh bước lên trước. Bốn phía yên tĩnh lại nhìn gã. Bạch Cô tổ thần lạnh lùng nói. Ta đấu cá cược với ngươi. Hắc Hào khinh thường nói. Bằng vào ngươi ư? Ta lời khi dễ quân sĩ ngân lân. Bạch Cô tổ thần lạnh như băng phản bác. Chẳng phải ngươi cũng là quân sĩ ngân lân hay sao? Thế nào, tưởng mình là quân sĩ kim lân sao? Nếu quên thì hãy nhìn kỹ giáp y mình mặc đi. Hắc Hào biến sắc mặt. Đã bị chọc trúng chỗ đau, Hắc Hào kêu căng tự phụ. Tuy rằng bị giáng chức nhưng vẫn đánh đồng mình với đội trưởng kim lân khác. Hắc Hào lạnh bốt nhìn Bạch Cô. Tốt lắm, đã muốn chủ động tặng bảo bối cho ta thì từ chối cũng không đành. Đấu cá cược với ta, nếu ít hơn 50 bình hỗn độn linh dịch thì miễn lấy ra. Người Bạch Cô tổ thần mọc ra 6 cánh tay đều cầm móc câu. Ta thua thì cửu tinh thanh linh câu này sẽ đưa cho ngươi. Hắc Hào nói. Cửu tinh thanh linh câu ư? Ta không ức hiếp ngươi, tính bằng giá 60 bình hỗn độn linh dịch đi. Bạch Cô tổ thần lạnh lùng nói. Được. Các đồng bạn truyền âm khuyên nhủ. Bạch Cô, không được đâu Bạch Cô. Hắc Hào rất mạnh, Bạch Cô. Phương xa có một số tổ thần tổ tiên đang xem cuộc chiến. Hắc Hào vẫn rất mạnh, trong đội trưởng kim lân thì hắn đang xếp vào hạng đầu. Ly Hạo đã thua, Bạch Cô còn đi lên, thật là ngu ngốc mà. Bạch Cô thua chắc rồi. Có quân sĩ vây xem cố ý hét lớn. Ly Hạo, hãy khuyên huynh đệ dưới trướng của ngươi đi, thua cược một bộ hỗn độn kỳ báo thì không đáng đâu. Đội trưởng Ly Hạo cũng truyền âm khuyên. Bạch Cô à, ta chấp nhận phần thiệt này, ta sẽ tạm nuốt uất nghẹn, chờ khi thực lực tăng cao sẽ tự đòi lại. Ngươi đi lên chẳng khác nào tặng báu vật cho hắn ta, không đáng đâu. Bạch Cô không nghe khuyên, đi thẳng tới gần Hắc Hào. Hắc Hào cười nhạt. Bùm, vèo. Hai luồng sáng va chạm vào nhau. Đám tổ thần tổ tiên xem cuộc chiến cũng hơi bất ngờ. Bạch Cô cũng thật mạnh. Vì thực lực của Bạch Cô cũng ở tổ thần đỉnh điểm, hai người ngang ngửa nhau. Ly Hạo lộ vẻ mặt vui mừng. Bạch Cô đột phá rồi ư? Các quân sĩ phe Ly Hạo kích động kêu lên. Bạch Cô huynh, đạp vào mặt hắn đi. Bạch Cô huynh, hãy cho hắn bài học nhớ đời đi. Sáu cánh tay của Bạch Cô tổ thần mập cầm móc, mặc cho cây búa oanh kích mãnh liệt cỡ nào thì gã nhiều lần dễ dàng giải trừ. Thân hình mập mạp như cục thịt không ngừng đung đưa, dễ dàng trừ đi lực lượng. Hắc Hào tổ thần đang sử dụng cây búa, chợt búa biến mất, tay gã cầm sáu cây kiếm mỏng. Ha ha ha, dám đấu với ta đúng là có chút thực lực nhưng vô dụng thôi. Vèo. Thân hình gầy gò của Hắc Hào như ma, kiếm ảnh điên cuồng vây công Bạch Cô tổ thần. Từ lúc trước cuồng mãnh đến lúc này thì kỳ dị, hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Cảnh này khiến cho đám tổ thần tổ tiên xem cuộc chiến vô cùng ngạc nhiên. Rất nhanh, Bạch Cô tổ thần đã rơi vào thế yếu. Dầm! Bạch Cô tổ thần bị đá một cước hộc máu bay ngược ra. Đám quân sĩ bên Ly Hạo lắc đầu. Thua rồi! Các tổ thần tổ tiên đứng xa xem cũng lắc đầu. Ai... Vèo! Đột nhiên một luồng điện xà màu đen vụt qua ôm lấy Bạch Cô tổ thần, né sang một bên. Hắc Hào tổ thần đang định thừa dịp chà đạp Bạch Cô tổ thần bỗng nhiên dừng lại. Sao? Hắc Hào tổ thần cau mày nhìn phía xa. Một thiếu niên mặc ngân lân đang ôm Bạch Cô tổ thần đặt xuống phía dưới. Thiếu niên mặc ngân lân mở miệng nói.
Thua rồi thì thôi, cần gì tiếp tục chà đạp người ta. Hắc Hào Tổ Thần cười khẩy nói, Bạch Cô, còn chưa chịu đưa cửu tinh thanh linh châu của ngươi cho ta đi. Bạch Cô cắn răng vung tay lên, 6 thanh thần câu bay ra. Hắc Hào đắc ý chộp lấy cười phá lên. Hắc Hào chỉ vào đám tổ thần tổ tiên Ly Hạo và Bạch Cô. Dạo này ta đang khó chịu, các ngươi tự đưa lên trước mặt ta cho ta chà đạp, thật là sướng mà, còn kiếm được nhiều bảo bối. Nhìn ánh mắt của các ngươi đi, muốn đấu cá cược với ta nữa thì ta luôn sẵn sàng, được tặng bảo bối thì sao từ chối cho được. Bỗng một giọng nói vang lên, ta muốn so với ngươi một lần. Hắc Hào Tổ Thần nghi hoặc nhìn qua, là thiếu niên Ngân Lân đứng bên cạnh Bạch Ô Tổ Thần. Hắc Hào Tổ Thần cười nói, ngươi ư, quân sĩ Ngân Lân bây giờ sao toàn là thứ ngông cuồng vậy, dám cùng ta. Thiếu niên Ngân Lân vặc lại, ngươi cũng là quân sĩ Ngân Lân. Hắc Hào Tổ Thần biến sắc mặt, lạnh lùng nói, nếu cá cược ít thì ta lời cược. Hắc Hào Tổ Thần sắc mặt khó xem nói, không dám nhận ư, chỉ bằng vào ngươi sao. Lửa giận đốt cháy hừng hực trong lòng Hắc Hào Tổ Thần. Từ lần trước chết vài tổ thần tổ tiên, sau khi Hắc Hào Tổ Thần quay về thì các quân sĩ Vụ Nham quân khác ánh mắt khác lạ nhìn gã, có người chửi vào mặt gã, châm chọc gã. Ly Hạo Tổ Thần là một người trong số đó. Những lời mắng nhiếc mỉa mai khiến Hắc Hào Tổ Thần rất khó chịu. Người giống như gã sống hơn một hỗn độn kỷ nguyên, không có hy vọng đột phá thì cực kỳ xem trọng mặt mũi. Đoạn thời gian gần đây Hắc Hào Tổ Thần ôm một cục lửa giận. Ly Hạo so đấu với gã cũng đành thôi, Bạch Cô Tổ Thần chỉ là quân sĩ Ngân Lân mà dám khiêu khích cư. Thôi, dù gì Bạch Cô Tổ Thần hơi nổi tiếng, giờ đến quân sĩ Ngân Lân lạ mặt này cũng dám khiêu khích gã ư. Kỳ Linh nhìn Hắc Hào, đúng vậy, bằng vào ta. Hắc Hào Tổ Thần cười nhạt nói, cược bao nhiêu đây, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu thì ta cược với ngươi bấy nhiêu. Kỳ Linh nói, 300 bình hỗn độn linh dịch. Hắc Hào Tổ Thần giật mình kêu lên, 300 bình ư? Sau đó Hắc Hào Tổ Thần cười nhạt nói, ngươi có số đó không, trả được sao. Tổ Thần đỉnh điểm bình thường có lẽ lấy ra được 100 bình hỗn độn linh dịch, nếu gom thêm chút pháp bảo thì miễn cưỡng đủ 300 bình. Nhưng đấu cá cược bình thường có mấy người nỡ lấy ra pháp bảo quan trọng nhất của mình đây. Kỳ Linh vung tay lên, hàng vạn viên hỗn độn tinh thạch xuất hiện bên cạnh. Chỗ này có tổng cộng 160 phần hỗn độn linh thạch. Tiền thông dụng trong hỗn độn, một là hỗn độn tinh thạch, hai là hỗn độn linh dịch. Một giọt hỗn độn linh dịch bằng một viên hỗn độn tinh thạch, một phần hỗn độn tinh thạch gồm 99 viên. Kỳ Linh cướp bóc hơn 10 vị tổ thần trong thế giới Long Ngục, được đến một ít hỗn độn linh dịch, nhiều hỗn độn tinh thạch, cộng lại có 160 phần. Kỳ Linh lại vung tay lên, hai bộ hỗn độn kỳ bảo này ít nhất cũng đáng giá 140 bình hỗn độn linh dịch rồi. Hai bộ hỗn độn kỳ bảo xuất hiện bên cạnh, một cái là pháp bảo tên bay hình dạng giao long, một bộ là pháp bảo chín cây kim, đều là pháp bảo hỗn độn cực phẩm hơi quý giá Kỳ Linh đã sưu tầm. Hắc Hào Tổ Thần nheo mắt nhìn Kỳ Linh, cũng có chút bảo bối. Hắc Hào Tổ Thần thầm cảnh giác, quân sĩ Ngân Lân thoạt trông không bắt mắt này ẩn giấu chút thực lực. Lửa giận đốt cháy hừng hực trong lòng Hắc Hào Tổ Thần, khí thế dâng lên, gã thầm nghĩ, kệ hắn, dạo này thực lực của ta có đều tiến bộ, các tổ thần đỉnh phong trong Vụ Nham quân không ai dám nói dễ dàng thắng ta, chỉ có 5 vị tướng quân là nắm chắc thắng được ta. Một quân sĩ Ngân Lân không lẽ có thực lực tướng quân sao? Hắc Hào Tổ Thần vung tay, tốt, 300 bình hỗn độn linh dịch ta cược với ngươi. 240 bình ngọc màu đen, một bộ cửu tinh thanh linh châu lơ lửng bên cạnh Hắc Hào Tổ Thần. Trong đó 100 bình hỗn độn linh dịch và một bộ cửu tinh thanh linh châu là gã mới thắng về, còn 140 bình hỗn độn linh dịch mới là vốn gốc của Hắc Hào Tổ Thần. Gã chuyên môn đổi vì cuộc chiến cá cược lần này gần như vết sạch một vài bảo bối của gã. Nếu Kỳ Linh đòi cược 500 bình thì Hắc Hào Tổ Thần không lấy ra được, gã sẽ phải cược luôn pháp bảo của mình. Một vụ cá cược đến 300 bình hỗn độn linh dịch, ván cược rất lớn. Đám tổ thần đỉnh điểm ít khi cá cược lớn như vậy, may mắn là đẳng cấp tổ thần đỉnh điểm, nếu là tổ thần bình thường hay tổ thần mũi nhọn thì không có tài sản như thế. 300 bình ư? Quân sĩ Ngân Lân này lạ mặt lắm, các ngươi có ai quen không? Không biết, không quen, ta cũng không quen. Tổ thần tổ tiên trong Vụ Nham quân nhiều như vậy, cái người mới này chắc có chút thực lực đây. Dám ra đây đương nhiên có chút thực lực, nhưng vậy rồi sao chứ? Mặc dù Hắc Hào là đồ ngu, nhưng hắn thực sự rất cường đại. Trước kia Hắc Hào toàn dùng búa, mới rồi đột nhiên sử dụng kiếm mỏng. Theo ta thấy, Hắc Hào còn che giấu chút thực lực.
E rằng trong đám tổ thần đỉnh điểm của vụ nhâm quân chúng ta, không ai dám nói chắc chắn sẽ thắng được hắn đâu. Ngươi cho rằng một quân sĩ Ngân Lân sẽ thắng được hắn ta sao? Dù gì cũng chỉ là quân sĩ Ngân Lân mà thôi. Đám tổ thần tổ tiên xem cuộc chiến xì xầm bàn tán, hầu hết không xem trọng. Nói sao thì thực lực của quân sĩ Ngân Lân có hạn, bọn họ không cho rằng một tướng quân sẽ cố ý đi làm quân sĩ Ngân Lân, cho dù khiêm tốn cũng không đến mức đó. Đám tổ thần tổ tiên được Ly Hạo tổ thần thống lĩnh truyền âm khuyên nhủ Kỳ Linh. Bác Minh Huynh, không được đâu. Bác Minh Huynh à, Hắc Hào đã che giấu thực lực làm ta mới nãy chịu thiệt lớn. Bác Minh à, Bác Minh. Mới rồi bọn họ còn cùng Kỳ Linh ăn uống, xem như hơi quen thân. Lần này hắn vì bọn họ mới đứng ra, nên họ không hy vọng hắn thua bảo bối về tay đối phương. Kỳ Linh ngoái đầu cười nói, các vị đừng khuyên nữa. Đám Ly Hạo bất đắc dĩ đành thôi, tu luyện đến cảnh giới như bọn họ không dễ nghe khuyên nhủ. Nhóm Ly Hạo lo lắng thầm nghĩ, Bác Minh Huynh chắc có chút thủ đoạn đặc biệt, nhưng Huynh không biết quân sĩ Vũ Nham Quân được truyền dạy pháp môn mạch của Vũ Nham Tinh, ở mặt nào cũng không có sơ hở gì lớn, thủ đoạn đặc biệt khó có hiệu quả. Bác Minh mới vào Vũ Nham Quân nên chưa quen thuộc. Truyền thừa càng lợi hại thì càng không có sơ hở. Ví dụ như Kỳ Linh, dù là linh hồn phòng thủ, tâm thức tra xét, ngăn cản ảo cảnh, thần thông hộ thể, các mặt đều cực kỳ lợi hại, đều là các pháp môn nhỏ Bắc Cửu Thế Giới Thần truyền dạy cho hắn. Kiểu không sơ hở thế này, muốn đối phó càng khó khăn hơn. Hắc Hào tổ thần cũng là tổ thần đỉnh điểm của Vũ Nham Quân, tất nhiên có thể học được pháp môn rất lợi hại, dựa vào chút thủ đoạn đặc biệt đối phó với gã ư, khả năng thành công là rất thấp. Trên giáo trường, Hắc Hào tổ thần và Kỳ Linh đứng đối diện xa xa. Hắc Hào tổ thần cầm 4 cây búa, khí thế hùng hồn dấy lên. Tặng nhiều hỗn độn linh dịch như thế cho ta, thống khoái mà. Kỳ Linh đứng đó khí thế rất bình thường. Lúc trước Kỳ Linh định làm quen quân doanh một chút nên hơi giấu đi hơi thở, chỉ giống tổ thần bình thường. Nếu không thì hơi thở nửa bước chân thế giới thần lộ ra ngoài, e rằng đã sớm thành tiêu điểm chú ý. Kỳ Linh không thích khoe khoang, hơi giấu rốt, không ngờ đem đến cơ hội kiếm lời hỗn độn linh dịch như vậy. Vừa dạy Hắc Hào tổ thần một bài học, vừa kiếm được một mớ hỗn độn linh dịch thì tại sao lại không làm? Nên cẩn thận một chút đi, lúc trước đội trưởng Ly Hạo của các ngươi đã bị ta đập gục rồi đấy. Ngoài miệng Hắc Hào tổ thần nói vậy, nhưng âm thầm dốc hết sức, không dám lơ là. Kỳ Linh đứng yên tại chỗ, mời cứ việc ra tay. Hắc Hào tổ thần thầm cảnh giác, quân sĩ Ngân Lân này không lấy binh khí ra, không lẽ hắn dùng tay ư? Dùng hai tay làm binh khí không hiếm, đôi tay càng linh hoạt hơn, có thể làm trưởng, làm quyền, làm chỉ, làm chảo, đặc biệt một số pháp môn rèn luyện khác khác biệt có thể luyện bàn tay giống như pháp bảo lợi hại. Hắc Hào tổ thần chớp mắt hóa thành luồng sáng bay qua, hôi cây búa to lên, thoáng chốc hư không run rẩy như cuốn lấy một góc trời đập xuống. Hắc Hào tổ thần quát to, ngã. Kỳ Linh vỗ tay phải ra, trích tinh thú trưởng tựa như bàn cổ khai thiên tích địa, chém búa to mang theo sức mạnh vô tận. Bàn tay Kỳ Linh biến lớn cỡ trăm trượng, như mây đen bao trùm Hắc Hào tổ thần. Bàn tay sánh ngang hỗn độn kỳ bảo của Kỳ Linh có thể chịu đựng thần lực bùng nổ kịch liệt trong khoảnh khắc. Thân thể nửa bước chân thế giới thần, thần lực trích tinh thủ bùng nổ, về lực lượng tuyệt đối nghiền áp gần hết tổ thần đỉnh điểm. Ngã. Giọng Hắc Hào tổ thần còn quanh quẩn, mắt tràn đầy điên cuồng. Búa to chém mạnh xuống bàn tay to, tay biến lớn có ích gì đây, dù to ra vạn dặm cũng sẽ bị đập nát bấy mà thôi. Bùm. Búa lớn chém vào bàn tay to, ầm ầm ầm. Bàn tay to đè xuống như đập ruồi, Hắc Hào tổ thần bị tay đập dẹp dưới đất, khảm vào nền đất giáo trường. Kỳ Linh rút tay về, giáo trường tĩnh lặng. Đám tổ thần tổ tiên nhìn Kỳ Linh đăm đăm. Hắc Hào tổ thần bò dậy từ cái hố, tái mặt gầm giống, ta chưa thua. Vừa va chạm, Hắc Hào tổ thần liền biết lực lượng của quân sĩ Ngân Lân này đáng sợ như thế nào. Cứng đấu cứng, ít tổ thần đỉnh điểm nào sánh bằng, nhưng chém giết sống chết thì chỉ có lực lượng mạnh là vô ích. Vèo. Búa tạ trong tay Hắc Hào tổ thần biến mất, kiếm mỏng thay thế. Vèo. Hắc Hào tổ thần hóa thành luồng sáng lao hướng Kỳ Linh. Vô sỉ mà, mới rồi bị đập bẹp lép như vậy, nếu như đối phương tiếp tục công kích thì hắn đã tiêu đời từ lâu rồi. Đám tổ thần tổ tiên đứng xem đều lắc đầu, nhưng bọn họ không chỉ rủa Hắc Hào tổ thần. Đấu cá cược bình thường là một phe mất sức chống cự, đánh thần thể của đối phương tan vỡ hoặc pháp bảo bay mất mới tính là thua. Chỉ hạ gục thì thần thể của Hắc Hào tổ thần sánh ngang với tiên thiên linh bảo cực phẩm,
không dễ nát như vậy. Hắc Hào Tổ Thần không nhận thua cũng vì hết cách. Nếu Sĩ Diện biết cách biệt thì sẽ chủ động nhận thua. Hắc Hào Tổ Thần cho rằng mình còn thắng được. Hắc Hào Tổ Thần cầm 4 thanh kiếm mỏng, người như ma quỷ lao thẳng về phía Kỳ Linh. Hắn có lực lượng mạnh thôi, ta không so đấu lực lượng với hắn. Đi! Kỳ Linh lại vung tay, một vị tổ thần đỉnh điểm không muốn so đấu sức mạnh thì muốn thắng kẻ đó phải lấy ra thủ đoạn thực sự. So về lực lượng, dù là Nguyên Lão Nhân từng dựa vào Hắc Liên bí thuật cũng bị Kỳ Linh đánh sắp tan vỡ. Có thể thấy uy thế mạnh mẽ cỡ nào. Còn về kỹ xảo, Kỳ Linh chưa thi triển kiếm thuật, hắn vung trưởng ra lại hóa thành một mảnh mây đen, vẫn có uy năng ngập trời. Tốc độ mây đen lần này càng mau hơn, đã vượt qua cực hạn thiên địa, có uy năng phá diệt kỳ dị. Minh Nguyệt kiếm thuật, Thiên Băng Thức. Kiếm thuật của Kỳ Linh đến cảnh giới như bây giờ, thi triển ra Thiên Băng Thức uy lớn kinh người, tốc độ càng nhanh, thậm chí kèm theo lực lượng nghiền áp phá diệt hùng hồn, khiến kẻ địch khó né tránh. Hắc Hào Tổ Thần muốn né nhưng không được, trơ mắt nhìn mây đen lớn ập đến. Tại sao lại nhanh như vậy? Hắc Hào huy 4 thanh kiếm mảnh ngăn cản. Chết tiệt! Hắc Hào Tổ Thần bay ngược ra sau, vẫn vững vàng đỡ đòn. Gã giỏi tấn công mạnh mẽ, cũng giỏi kiếm thuật quỷ dị, nên dùng cách giảm lực sẽ không có sai lầm. Đầu tiên là bị Kỳ Linh một bàn tay đập dẹp, cũng do Hắc Hào Tổ Thần không biết tự lượng sức mình, cứng đối cứng gánh hết uy lực. Giờ 4 thanh kiếm mỏng không ngừng giảm lực, Hắc Hào Tổ Thần còn ngoi ngóp được. Đánh một lúc, Kỳ Linh đã nắm bắt được. Bàn về thủ đoạn phòng ngự của Hắc Hào Tổ Thần so với Nguyên Lão Nhân thì còn kém nhiều. Nguyên Lão Nhân dựa vào bàn tay phòng thủ kín không kẽ hở, Kỳ Linh phải thi triển tâm kiếm thức mới giành chiến thắng trong tích tắc. Hắc Hào Tổ Thần giỏi về công kích, tuy hiểu chút ảo diệu giảm lực nhưng so với Nguyên Lão Nhân thì còn kém đôi chút. Đám tổ thần tổ tiên đứng xem trận chiến bật thốt kinh thán. Hắc Hào bị yếu thế ư? Hắc Hào chỉ lo phòng ngự, không cách nào tấn công, không ngờ thực lực cách biệt rõ như vậy. Bàn tay của quân sĩ Ngân Lân này đã vượt qua cực hạn thiên đạo, lợi hại thật, lực lượng cực kỳ cuồng mãnh. Hắc Hào Tổ Thần giỏi về sức mạnh mà không ngăn được ư? Quá ư mạnh mẽ. Kỳ Linh bỗng hét to một tiếng. Ngã cho ta! Kỳ Linh lắc người biến ra 3 đầu 6 tay, 6 cánh tay biến lớn, 6 mây đen to lớn vượt cực hạn thiên đạo. Kỳ Linh thi triển Minh Nguyệt kiếm thuật Thiên Băng Thức, mang theo uy thế vô cùng cuồng mãnh, điên cuồng chém về hướng Hắc Hào Tổ Thần. 6 bàn tay to liên tục vỗ, trong phút chốc bóng trưởng liên miên không ngớt. Đáng sợ quá, trưởng pháp cuồng mãnh như vậy thì ai ngăn được đây, vừa nhanh vừa mãnh liệt. Trên giáo trường, tất cả tổ thần tổ tiên bao gồm đội trưởng Ly Hạo, những người từng ăn thịt uống rượu với Kỳ Linh đều thấy ớn lạnh. Bọn họ nhìn ra được ít tổ thần đỉnh điểm nào sánh bằng lực lượng trưởng pháp của Kỳ Linh. Tốc độ thì vượt cực hạn thiên đạo, có lực lượng lớn, tốc độ nhanh cộng thêm 6 bàn tay điên cuồng vỗ. Thủ đoạn của Kỳ Linh đơn giản nhưng làm đám tổ thần tổ tiên thấy nghẹt thở, căn bản không có cách nào phá giải. Càng đơn giản càng làm người tuyệt vọng. Không thể nào. Hắc Hào Tổ Thần bị nhấn chìm trong trường ảnh, chỉ chống đỡ được 1 giây đã ngã xuống. Dù sao gã phòng thủ còn hơi khiếm khuyết. Vèo. Trong phút chốc, thần thể bị bàn tay to của Kỳ Linh đập bẹp dí tóm gọn. Kỳ Linh thu thần thông 3 đầu 6 tay, một tay chộp Hắc Hào Tổ Thần. Hắc Hào Tổ Thần bị bắt trong lòng bàn tay của Kỳ Linh, 4 cánh tay vùng vẫy cố gắng ngăn cản, nhưng sức mạnh của hắn quá lớn, gã không vùng ra được. Kỳ Linh siết chặt Hắc Hào Tổ Thần. Sao, có chịu phục không? Hắc Hào Tổ Thần cắn răng. Ngươi... Tận 300 bình hỗn độn linh dịch, Kỳ Linh lắc đầu nói. Xem ra ta phải thu ngươi vào rồi dùng thủy hóa rèn luyện một phen rồi. Thần thể của Hắc Hào Tổ Thần sánh bằng tiên thiên pháp bảo cực phẩm. Kỳ Linh muốn ngay mặt phá thần thể cần dựa vào thần kiếm Tử Quang Quỳnh, không thì chỉ có thể tạm chấn áp rồi từ từ rèn luyện cho đến chết. Hắc Hào Tổ Thần cúi đầu không cam lòng nói. Ta nhận thua. Có 2 bóng người đứng ngoài rìa giáo trường. Thế nào? Một người là lão nhân áo xám, đảo chủ của đảo mộ binh Phù Chiết. Một người khác là nam nhân điển trai mặc áo trắng, xõa tóc trắng. Nam nhân tuấn tú lưng cõng một cái hộp, yên lặng quan sát Kỳ Linh và Hắc Hào Tổ Thần đánh nhau trong sân. Nam nhân tóc bạc áo trắng khẽ cảm thán nói. Rất hùng mãnh, hình như hắn tu luyện thần thông rất lợi hại, lực lượng mạnh mẽ đến mức này. Phù Chiết đảo chủ góp lời. Trưởng pháp của hắn cũng rất lợi hại, mỗi trưởng vượt qua cực hạn thiên đạo. Nam nhân tóc trắng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhưng nếu chỉ có bấy nhiêu thì không đến mức khiến sư tôn ra tay đâu.
Phù Triết đảo chủ nói: "Có lẽ đây chỉ là một phần thực lực của hắn ta. Ta cảm giác hắn không nói dối ta." Nam nhân tóc trắng gật đầu tiếp tục xem. Kỳ Linh thu về cánh tay biến lớn ngàn trượng, Hắc Hào Tổ Thần rơi xuống đất. Hắc Hào Tổ Thần sờ cổ họng nhìn Kỳ Linh: "Ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Kỳ Linh lạnh lùng hỏi: "Tiền cược đâu?" Đám tổ thần tổ tiên phe đội trưởng Ly Hạo kích động la lên: "Tiền cược, tiền cược, tiền cược! Hắc Hào Tổ Thần, mau lấy tiền cược ra đi!" Bọn họ chạy tới gần chỗ Kỳ Linh. Bạch Cô Tổ Thần kích động vỗ lên vai Kỳ Linh kinh thán: "Lợi hại, lợi hại! Thực lực cỡ ngươi sao mặc ngân lân thần giáp làm gì? Ít nhất cũng có bộ kim lân thần giáp đi. Hắc Hào, đứng được mặt ra đó làm gì? Mau đưa tiền cược ra!" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 161 tạm thời tạm dừng tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.